Đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trường hợp thứ hai. Thứ hai là mua về xuất kho, mua về nhập kho, sau đấy xuất kho sử dụng. Đấy, thế các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào phần mua hàng, chúng ta nhìn thấy thế này, ở đây có một cái trường hợp là chúng ta đã làm phiếu nhập mua rồi. Cái phiếu nhập mua này là chúng ta nhập mua 5 cái máy khoan đưa về kho 153, và lúc đó chúng ta hạch toán nợ tài khoản 153 và có 331. Có nghĩa rằng mùng 5 tháng 1 các bạn nhập mua về, thế ví dụ đến mùng 7 chúng ta sẽ xuất ra để sử dụng. Thế chúng ta vào bắt đầu phần này, chúng ta chọn công cụ dụng cụ, chúng ta chọn ghi tăng các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý là chúng ta ghi tăng ở đây, cái chứng từ này thì tôi xem xóa đi, bỏ cái xóa đi để tôi làm lại cho các bạn xem là cái chứng từ nó cụ thể nào. Đầu tiên chúng ta làm nó là một cái phiếu xuất bình thường thôi các bạn ạ. Ở đây ngày mùng 7 tháng 1, cái phiếu xuất nó là cái phiếu xuất bình thường, nhưng nó có thêm nhiều phần mà các bạn cần phải lưu ý. Ở đây chúng ta chọn kho 153. Đấy, thế thì các bạn chọn phòng ban sử dụng, ví dụ phân xưởng thành phẩm. Thì cái số lần phân bổ của cái khoan này là chúng ta cho 24 tháng đi. Đưa vào tài khoản 15, ghi có 153 và ghi nợ tài khoản 212. Đương nhiên rồi đúng không? Các bạn khi nhập kho chúng ta ghi nợ 153 và bây giờ xuất ra để đưa vào phân bổ thì chúng ta phải là 242 là tài khoản chờ phân bổ đúng không? Và tài khoản chi phí thì chúng ta lưu ý là ở đây ví dụ chúng ta đưa vào phần thành phẩm. Các bạn hạch toán vào đây là phần thành phẩm, số lượng chúng ta xuất 3 cái. Đơn giá nó là 1 triệu rưỡi chẳng hạn. Đấy. Thế thì ở đây các bạn cũng có một cái chức năng là các bạn chọn cái phiếu nhập mua hàng. Nếu như các bạn chọn phiếu nhập mua hàng đây thì nó hiện ra cho các bạn là cái phiếu này nhập 5 cái. Các bạn chọn ở đây. À, thế thì ở đây nó ra cho các bạn rất là cụ thể đấy, cái thông tin này. À, phòng ban sử dụng. Đấy, chúng ta sẽ phòng phân xưởng thành phẩm, số lần phân bổ 24 lần. Tài khoản có tài khoản 15411112 đúng không? Phân xưởng đấy, số lượng khi mà chúng ta chọn thì số lượng ở đây nó là 5, là xuất chọn luôn cái phiếu nhập mà chúng ta nhập về để xuất ra. Và nó đơn giá nó cũng gắn liền cho mình luôn. Ví dụ như ở đây tôi xuất 3 cái thôi chứ không xuất 5 cái. Thế thì ở đây cái khoản mục chi phí thì các bạn cũng biết là chúng ta sẽ phải chọn cái khoản mục chi phí. Để sau này khi phân bổ vào đây rồi chúng ta sẽ còn phải phân bổ tiếp vào giá thành sản phẩm. Thế thì mục đích của cái việc khai báo và cập nhật cái khoản mục chi phí này nó là thế các bạn. Nếu mà hạch toán vào tài khoản 154 các bạn không bỏ trống chỗ này. Nếu như đây là công cụ dụng cụ mà hạch toán ở cái chỗ tài khoản này là công cụ dụng cụ đưa vào phục vụ quản lý là 6421 hoặc 6422. 6421 là theo thông tư 133 nó là chi phí bán hàng. 6422 thì nó là chi phí quản lý. Như vậy là khi các bạn làm cái đấy thì các bạn không chọn khoản mục phí các bạn nhé. Hoặc là cái khoản mục phí mà các bạn tổ chức theo một cái hình thức khác, là ở trong cái khoản mục phí các bạn tổ chức là đây, ví dụ chi phí lương là chi phí công cụ dụng cụ, thì nó những cái mà dùng cho tài khoản 642. Dĩ nhiên ở đây các bạn thấy là các bạn mở 01, 02 nhiều khi các bạn khó nhìn. Nếu như các bạn mà mở tài khoản phí theo dõi cho tài khoản 642, các bạn nên đặt cái đầu nó là đầu 642, ví dụ 642001, 642002, để khi các bạn chọn đây các bạn nhìn thấy à thì chúng ta sẽ đưa vào là 642, thì nó dễ hơn ở cái khoản mục phí, dễ làm hơn rất nhiều. Ở đây đồng thời của việc chúng ta ở trên này có một cái nút là kiêm phiếu xuất kho, có nghĩa là chúng ta xuất ra khỏi kho và chúng ta đưa vào phân bổ. Thì các bạn lưu ý này, cái số lần phân bổ là như thế này, và sau này nó tính thì nó vẫn cứ là tính cho các bạn theo cái số tiền phân bổ bình thường. Cái quan trọng của cái phiếu xuất này là nó có số lần phân bổ. Còn cái phiếu xuất kho bình thường các bạn xuất một phát dùng luôn. Ví dụ tôi nói ở cái này, các bạn khi các bạn xuất kho để sử dụng, các bạn không sử dụng phiếu xuất này. Đấy, các bạn không sử dụng cái phiếu xuất này mà xuất kho cho công cụ dụng cụ, các bạn phải vào phần công cụ dụng cụ và ghi tăng. Đây nó giống như là một cái mà chúng ta xuất kho ở bên kia nó không có số lần phân bổ, ở đây có số lần phân bổ giúp cho các bạn có thể phân bổ công cụ dụng cụ. Như vậy là chúng ta đã nhập xong cái trường hợp 2, là ở đây cái phần trường hợp 2 này.
Đấy. Bạn để ý và nhìn rất kỹ và làm đúng các cái hướng dẫn của chúng tôi nhé.